30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới các khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, mưa xối xả liên tục tại thành phố Ba Chung, tỉnh Tứ Xuyên kể từ hôm thứ Sáu đến nay đã khiến 33 người trong thành phố thiệt mạng, 10 người mất tích và khoảng 1,32 triệu người bị ảnh hưởng. Hôm nay, 320.000 người đã được di rời khẩn cấp ở 3 quận và 1 quận của thành phố Ba Chung. Đây là trận lụt lớn nhất ở huyện Bình Xương kể từ năm 1847. Mưa lớn đã bắt đầu rơi ở Tứ Xuyên vào tối ngày thứ Sáu, mực nước sông Khúc Giang, sông Bạch Hà và một số phụ lưu dâng cao. Phóng viên của chúng tôi đã liên lạc với một người bị mắc kẹt ở thị trấn Bạch Y, huyện Bình Xương vào lúc 4 giờ chiều ngày Chủ nhật. Anh ấy cùng với hơn 30 người khác đã bị mắc kẹt trong một tòa nhà bỏ hoang từ 9 giờ sáng. Anh Trương ở thị trấn Bạch Y, huyện Bình Xương cho biết mọi người vẫn đang chờ được giải cứu. Anh Trương cho biết có 4 hoặc 5 đứa trẻ và một em bé. Bây giờ chúng tôi đang ở trong một trung tâm y tế cũ, một ngôi nhà bỏ hoang. Nó tương đối cao, thực tế là bữa trưa chúng tôi chưa ăn gì cả. Người dân cho biết phố cổ Bạch Y bị ngập tới 3 hoặc 4 tầng và về cơ bản tất cả các ngôi nhà đều bị ngập. Theo tiểu blog của phóng viên Thời báo Bắc Kinh, cảnh sát từ văn phòng quận Bá Trung, Bá Châu đã gửi một bức thư riêng nói rằng con đường đến huyện Bình Xương đã bị chia cắt và không có đủ thuyền xung kích để cứu trợ. Anh Trương nói vẫn chưa có giải cứu, vẫn còn một số gia đình không kịp sơ tán nên bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình và những ngôi nhà bị mắc kẹt đã bị ngập lụt. Bây giờ thì không chắc chắn liệu họ có khả năng sống sót hay không, bởi vì có người già, trẻ em và phụ nữ mang thai. Một người Tứ Xuyên làm việc tại Bắc Kinh đã gọi điện cầu cứu giới truyền thông từ trưa ngày Chủ nhật. Mẹ, vợ cùng các con anh và hơn 20 người bị mắc kẹt trên nóc một tòa nhà trên đường Tân Nam, thị trấn Hán Thủy và có thể sập bất cứ lúc nào. Anh ấy đã gọi điện cho đồn cảnh sát và cảnh sát nói rằng có quá nhiều người bị ngập lụt và không thể giải cứu được. Khi anh cầu cứu báo chí một lần nữa, đã 8 giờ trôi qua, điện thoại của mẹ anh không còn nữa. Anh đã gửi ảnh của hai đứa trẻ với hy vọng được giải cứu. Chúng tôi ở đây hy vọng rằng tất cả những người bị lũ lụt bao vây sẽ được giải cứu an toàn. Kính thưa quý vị, sông Hoài Hà ở miền đông Trung Quốc bị ngập lụt có nguy cơ vỡ bờ bao, khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Lũ lụt nghiêm trọng đã tấn công khoảng một nửa Trung Quốc vào mùa hè này, giết chết hàng trăm người trong mùa mưa nguy hiểm nhất trong lịch sử gần đây. Thiên tai chủ yếu là lũ lụt đã giết chết hơn 800 người trong năm nay. Gần đây, mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở Vân Nam. Chính quyền đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp độ 4 vào lúc 18 giờ chiều ngày thứ Năm. Từ ngày thứ Năm đến Chủ nhật, lũ lụt nghiêm trọng, sạt lở đất và lở núi đã xảy ra ở tỉnh Vân Nam và Hồng Hà, Chiêu Thông, Lâm Thương, Đức Hồng, Phổ Nhĩ và những nơi khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ đến nay, hơn 300.000 người đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 100 triệu nhân dân tệ. Điều này được hiểu rằng lũ lụt hiện tại vẫn đang tiếp diễn. Mưa lớn và lũ lụt gần đây ở Trùng Khánh và Sơn Đông đã ảnh hưởng đến hơn 6,8 triệu người và khiến 74 người thiệt mạng. Lượng mưa lớn quét qua toàn bộ tỉnh Sơn Đông từ Tây sang Đông gây thương vong và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, trong đó Tế Nam và Thanh Đảo bị thiệt hại nghiêm trọng. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến công tác kiểm soát lũ ở tỉnh Sơn Đông bị thắt chặt. Tính đến 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, tổng số 13 hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn tỉnh đã vượt mực nước giới hạn trong mùa lũ và 6 trong số hồ đã mở cổng xả lũ. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh An Huy đã thông báo rằng các tuyến kè dọc theo sông Hoài Hà đã bị ngập trong nước dâng cao trong thứ Sáu, sẽ trải qua một cuộc thử nghiệm lớn. Và tình hình kiểm soát lũ lụt và chống lũ lụt ở sông Hoài Hà vẫn còn rất nghiêm trọng. Theo người phát ngôn Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh An Huy, do mực nước dòng chính sông Hoài Hà liên tục dâng cao trong thời gian dài đã làm suy yếu khả năng chống lũ của kè, nguy cơ sạt lở bờ kè ngày càng cao. Tính đến 15 giờ chiều ngày thứ Bảy, tổng cộng 517 đoạn kè nguy hiểm đã xảy ra ở lưu vực sông Hoài Hà thuộc tỉnh An Huy, tăng 15 đoạn so với ngày hôm trước. Tất cả các đoạn kè có nguy cơ nguy hiểm đã được xử lý một cách hiệu quả. Các dự báo cho biết mưa lớn sẽ tiếp diễn ở phần lớn Trung Quốc vào cuối tuần này, bao gồm lưu vực sông Hoài Hà. Hơn 1 triệu người đã phải sơ tán ở các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô do sông Hoài Hà xả lũ, hiện chưa có thương vong nào được báo cáo.
người phụ trách văn phòng lãnh đạo phòng chống lũ lụt và hạn hán của Bộ Nông nghiệp cho biết, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp đã khẩn trương phân bổ quỹ cứu trợ thiên tai sản xuất nông nghiệp cho 7 tỉnh bị hạn hán và lũ lụt nghiêm trọng bao gồm Cát Lâm, Liêu Ninh, Giang Tô, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc và Hà Nam với hơn 50 triệu nhân dân tệ. Chính phủ Trung Quốc hôm thứ Sáu thông báo, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc trong 2 tuần qua đã khiến gần 600 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế hàng chục tỷ nhân dân tệ. Theo Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc cho biết, Quảng Tây đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn và mực nước sông ở một số khu vực dâng cao nhanh chóng. Trong số đó, thành phố Ngô Châu, thành phố Hướng Bình và các quận như Triệu Bình, Nam Bình và Tương Châu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mực nước sông Tây Giang ở thành phố Vũ Châu đã vượt quá mực nước cao nhất năm 1998. Tuần qua, Huệ Châu, Thiểu Quan, Thanh Viễn, Hà Nguyên và những nơi khác ở tỉnh Quảng Đông có mưa xối xả đến mưa to, 400 năm mới có một lần mưa lớn cục bộ. Do mưa lớn liên tục, dòng chảy lũ ở lưu vực sông Tây Giang đã đạt mức tối đa kể từ năm 1998. Nhiều nơi ở thành phố Ngô Châu, Tây Giang bị ngập vài mét, đỉnh lũ đang tiến về tỉnh Quảng Đông. Ngoài ra, khu vực trung tâm Giang Tây, khu vực phía nam tỉnh Chiết Giang và khu vực phía bắc tỉnh Phúc Kiến lần lượt có mưa lớn gây ra thiên tai nghiêm trọng. Trong tuần qua, 6 tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông và Quảng Tây bị lũ lụt khiến ít nhất 97 người thiệt mạng và 41 người mất tích. 3 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 1,5 triệu người ở những khu vực này buộc phải di rời khẩn cấp và dân số bị ảnh hưởng lên tới 16,68 triệu người, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 11 tỷ nhân dân tệ. Trong 2 tuần qua, số người chết vì lũ lụt và lở đất ở Trung Quốc đã lên tới 536 người, thiệt hại kinh tế do lũ lụt ở Trung Quốc năm nay lên tới 20,5 tỷ nhân dân tệ. Tại thành phố Ngô Châu, Quảng Tây, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, mái những ngôi nhà dọc sông Tây Giang bị ngập và người dân chỉ có thể di chuyển lên tầng trên cùng của tòa nhà cao tầng hoặc khu đất cao. Hiện thành phố Ngô Châu chưa có thống kê chính xác về số người chết, nhưng theo người dân địa phương, do nhiều người già không chịu ra khỏi nhà nên ước tính những người già này đã tử vong. Mực nước sông Tây Giang hiện đang đạt mức cao nhất trong 200 năm qua và vẫn đang tiếp tục tăng. Do sông Tây Giang là dòng chính của sông Châu Giang, tỉnh Quảng Đông đã đưa ra kế hoạch ứng phó cấp 1 để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai trên sông Tây Bắc. Tại tỉnh Phúc Kiến, ít nhất 50 người thiệt mạng và 18 người mất tích do lũ ở sông Mân Giang. Một chiếc xe buýt ở tỉnh Phúc Kiến bị nước lũ cuốn trôi. Dịch vụ đường sắt Bắc Kinh-Cửu Long từ Bắc Kinh đến Hồng Kông đã bị gián đoạn do lở đất ở tỉnh Quảng Đông. Cục đường sắt Quảng Đông tuyên bố rằng không thể nối lại hoạt động của đường sắt Bắc Kinh-Cửu Long ở tỉnh Quảng Đông trong tương lai gần. Mỗi mùa hè đến, lũ lụt và hạn hán đồng loạt xảy ra ở Trung Quốc, trong khi lũ lụt ở miền Nam tràn lan, hạn hán nghiêm trọng đang lan rộng ở tỉnh An Huy, nhiệt độ ở Bắc Kinh gần 40 độ C vào thứ Năm. Lũ lụt đã tấn công một trường tiểu học ở tỉnh Hắc Long Giang trong tháng này, khiến 117 người thiệt mạng, trong đó có 105 học sinh. Một lý do quan trọng khiến lũ lụt tấn công ngôi trường này là các khu rừng xung quanh đã bị rút đi nghiêm trọng. Trong 25 năm qua, thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc là vào năm 1998. Số người chết vì lũ lụt ở miền Trung và Đông Bắc vào năm đó lên tới 4.150 người. Giới chức Trung Quốc cho biết, do mưa lớn ở phía Đông Nam, mực nước sông Tây Giang và Mân Giang dâng cao, 100.000 cư dân ở Vũ Châu, Quảng Tây đã phải sơ tán trong đêm. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết, mực nước tại trạm kiểm soát sông Tây Giang chảy qua Ngô Châu, Quảng Tây đã tăng lên 25,74m vào thứ Ba, cao hơn 8m so với mức cảnh báo. Toàn bộ thành phố Ngô Châu bước vào tình trạng khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt. Cư dân gần bờ sông đã sơ tán trong đêm, cư dân ở vùng trũng thấp vội vã đến những nơi cao hơn để sơ tán. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng ra chỉ thị yêu cầu chính quyền các cấp làm tốt công tác phòng chống lũ lụt, phòng chống thiên tai địa chất, đồng thời chú trọng an toàn hồ chứa, tăng cường công tác dự báo thời tiết, hệ thống trực ban, ứng phó khẩn cấp. Tại tỉnh Quảng Tây, nơi lũ lụt được báo cáo là tồi tệ nhất, các quan chức địa phương cho biết có 24 người chết trong lũ lụt và 23 người mất tích. Tính đến sáng thứ Tư, 50.000 ngôi nhà bị hư hại, 320.000 ha cây trồng bị hư hại và thiệt hại kinh tế lên tới 1,6 tỷ nhân dân tệ. Cũng tại tỉnh Phúc Kiến, 12 người được cho là đã thiệt mạng, trong đó có 5 người bị chôn sống do sạt lở đất và 5 người khác đang mất tích. Tại tỉnh Quảng Đông, 10 người đã thiệt mạng và hơn 500.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Kính thưa quý vị, theo thống kê mới nhất của Tân Hoa Xã cho biết, có 88 người thiệt mạng và 73 người mất tích do thiên tai mưa lớn ở Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu và Tân Cương trong tuần qua. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, hơn 200.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét, gần 70.000 tòa nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp của thảm họa lên tới 2,47 tỷ nhân dân tệ.
Báo cáo dẫn lời Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết các tỉnh Hồ Nam, Từ Xuyên, Quý Châu và Tân Cương lần lượt hứng chịu mưa lớn kể từ 4 ngày qua, gây ra lũ quét, lở đất và lở núi với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Hồ Nam, 50 người chết, 42 người mất tích. Riêng tỉnh Hồ Nam có 203.000 người phải sơ tán khỏi nơi ở đến khu vực an toàn, hệ thống viễn thông, giao thông, nước sinh hoạt bị cắt đứt. Các quan chức của Bộ Nội chính Trung Quốc cho biết, Sở Nội chính tỉnh Hồ Nam đã khẩn trương phân phát gạo, nước uống và các đồ cứu trợ khác cho những người dân bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã cũng đưa tin, tại huyện Tân Điều, tỉnh Hồ Nam, lượng mưa 301mm đã đổ xuống trong 24 giờ. Các tòa nhà bị sập và nước lũ cuốn trôi nhiều người trong khi còn đang ngủ. Thiên tai ở Từ Xuyên và Quý Châu đã báo cáo về thương vong. Ở Từ Xuyên có 15 người chết và 11 người mất tích. Ở Quý Châu có 27 người chết, 5 người mất tích và 140 người bị thương. Nhiều cơ quan ban ngành của chính quyền Trung ương Trung Quốc đã thành lập một nhóm công tác chung dưới sự chỉ huy của Bộ Nội vụ để thực hiện công tác cứu trợ thiên tai và phòng chống bệnh tật. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.